Đấy là một trong những cái hiện tượng rất là nguy hiểm nha các bạn. Nếu như gặp không bình tĩnh để xử lý thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thưa các bạn, vừa rồi chắc là các bạn chứng kiến được cái cảnh là qua gá mà tháo búng và cái này ra rồi nhưng lại không tắt được máy. Cái còn người giảm hết cỡ rồi nhưng vẫn không tắt được máy. Sau đó cắt áp mới tắt được máy. Thì đối với những cái hiện tượng này, khi đã cắt áp mà nó chết máy thì chứng tỏ rằng là nguyên nhân chính vẫn là cái tổng bơm cao áp hay còn gọi là héo dầu nha các bạn. Thì đối với những cái tình huống này thì chúng ta chỉ cần mở cái tổng bơm ra, tức là mở héo dầu ra và thay cái ruột nhé, thay cái ruột tổng bơm, bởi vì quá quá trình lâu ngày nó đã bị mòn và bị kẹt ở trong cái ruột của cái tổng bơm. Thì bây giờ VHTV sẽ mở ra và thay thế để chia sẻ với các bạn nhé. Sự chuẩn đoán này và cách xử lý như thế nào, có chính xác hay không, mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Xin chào toàn thể các bạn. Cho phép VHTV được xin chia sẻ và một phút giới thiệu về một số cái mặt hàng mà công ty mới gửi lên. Ở đây có nhiều cái sản phẩm được công ty mới gửi lên thì VHTV cũng muốn chia sẻ với các bạn về cả những cái một phần kỹ thuật và một số cái mặt hàng ở VHTV có được và cũng có thể là cung cấp cho các bạn. Như từ trước tới nay VHTV cũng đã cung cấp cho các bạn các cái mặt hàng và tư vấn rất là chi tiết và chính xác. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và đã theo dõi trên kênh cũng như là ủng hộ về lấy những cái phụ kiện, những cái phụ tùng ở chỗ VHTV. Nếu có gì thắc mắc các bạn hãy comment bằng cái tấm lòng thành ở dưới cái phần bình luận nhé. Thưa các bạn, đây là một số cái mặt hàng vừa nhận hàng của công ty về. Đây là cái bộ chuyển đổi từ làm mát thường thành làm mát quạt gió cho động cơ D20, D24. Thì khi nhiều bạn sở dĩ với VHTV chia sẻ những cái phần này là bởi vì có nhiều bạn rất là muốn cứ hỏi rằng là không biết động cơ của máy 24 thường như động cơ của máy D20, động cơ D24 thường có chuyển đổi được thành làm mát quạt gió hay không? Thì thưa với các bạn rằng là từ động cơ D12 cho đến D30 đều chuyển đổi được nhé. Tức là làm mát thường thì chúng ta sẽ chuyển đổi thành làm mát quạt gió. Ví dụ như các bạn là động cơ làm mát thường thì chúng ta chỉ cần cân những cái phụ kiện như thế này là được. Cái thứ nhất là một cái đế để bắt kẹt nước. Tức là cái đế này nhằm mục đích là để chúng ta đưa cái kẹt nước lên ở đây nhé các bạn. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần thêm hai cái đệm. Một cái đệm này là nó nằm ở phía dưới bốn lỗ của cái đế. Thứ hai nữa là cái đệm nằm ở phía trên và chúng ta đưa kẹt nước vào. Cái thứ ba nữa là một cái tăng đơ, buli tăng đơ, tức là có nghĩa là tăng dây cura, tăng cái dây là cura làm mát này nha các bạn. Cộng thêm là một cái cụm cành quạt. Đấy, thì đúng đời là sẽ lắp là sẽ chuyển đổi ok nha các bạn. Đấy, như thế là cái bộ chuyển đổi này và đầy đủ các cái loại ốc vít nữa, không thiếu những cái phần ốc vít nha các bạn. Thì sau khi đủ rồi thì chúng ta sẽ chuyển đổi một cách bình thường, từ làm mát thường chuyển sang làm mát quạt gió, nó được cái khỏe hơn. Mình thứ nhất là động cơ nó cũng bền bỉ hơn, thứ hai nữa nó làm mát được là mình đỡ phải cái công đổ nước cho động cơ, đỡ quan tâm hơn, ít khí bị khi nó cạn nước là rất là ít. Đó là những cái và nó tản nhiệt rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái mà đáng chú ý của cái phần từ làm mát thường chuyển đổi thành làm mát quạt gió. Đó là cái phần đó ấy nhé các bạn.
Và lúc nãy còn quên nữa là một cái bu lý nữa, một cái bu lý này là nằm ở phía trong bánh đa nhé. Tức là nó nằm ở phía trong bánh đa. Đấy, qua cánh quạt và qua cái bộ này. Như thế là đầy đủ của một cái bộ chuyển đổi từ làm mát thường thành làm mát quạt gió. Còn ở đây thì có một số, có một bạn thì hỏi rằng là tại sao mà mua cổ của ống xả D28 lại không vừa, là vì lý do rằng là đối với 28 nó có rất là nhiều đời. Nhiều bạn cứ bảo là cứ bán cho một cái cổ xả của máy 28 là được, thì không phải đâu các bạn nhé. 28 còn nó có 3 đời. Đời thứ nhất là 3 lỗ đinh. Đời thứ hai nữa là 2 lỗ đinh nhưng mà lỗ xéo. Đây, ví dụ như thế này là nó xéo nha các bạn. Nhưng còn một cái đời nữa thì lỗ ngang như thế này. Nếu như chúng ta lắp bằng cái cổ này thì nó lại không vừa, là vì nó dốc cái bầu xả, anh thử ra là không được nhé. Đây, ví dụ như của D15, cái này là nó lại đứng. Hai cái nó cũng nằm như thế này nhưng mà hai cái lỗ ốc nó lại khác nhau. Tức là có nghĩa là đời máy của D28 nó khác nhau là ở chỗ đó nha các bạn. Ở đây thì có như dàn co tổng bơm cao áp của hãng Minh chính hãng. Đây là trục cơ của D15 nha các bạn. 1100 của hãng Minh chính hãng. Đối với cái hãng Minh này thì rất là chất lượng nha các bạn. Nếu mà đúng với hàng chính hãng thì rất là tuyệt vời. Đây, nó có in ấn đầy đủ nhé, có cái chữ L1 quá kiểm định rồi nhé. Đối với trục cơ này thì nó còn liên quan đến có cả một cái phớt nhé các bạn. Nó có một cái phớt, nó có một bộ bạc biến này, nó có một cái phớt xịn của nó này, vật của trục cơ, và một cặp găng tay. Thì đó là cái hàng chính hãng. Ngoài ra ở VHTV có cũng rất là nhiều, ví dụ như lọc lưới, lọc ở trên bình dầu xuống này. 1105 của máy 18 6 đinh nhưng mà 3 vòng nha các bạn. Đối với 6 đinh là 3 vòng. Rồi cả cái hệ cùng cốc lọc dầu của động cơ D9, D10. Đối với D9, D10 thì riêng cái cục cống lọc này nó nhiều đời lắm nhé các bạn. Có cái thì 2 cái đứng, có cái thì 1 đứng, một cái voi đứng và một cái voi ngang. Còn có một đời nữa thì lại là 2 voi ngang luôn. Tức là nó có 3 đời đấy. Là nếu 3 đời này nếu mà chúng ta tận dụng thì cũng có thể là lắp được cho nhau. Ngoài ra là cả cái nắp đầu các bàn mà bí, cả cái bầu côn nó hay bị hỏng. Thì các bạn nên sử dụng cái nắp đậy này nhé, để nắp chặn bùn cho bi đỡ hỏng hóc. Ngoài ra ở VHTV thì có cả ống xả này, ống hút của máy 28 này, máy 15 này, và nhiều đời máy khác nữa nhé. Rồi dàn co hàng Minh chính hãng của máy D12, D15 để D20. Đây là hàng Minh chính hãng nhé. Nếu các bạn cần thì các bạn hãy liên hệ qua Zalo bằng số điện thoại là 0989 354 869. Các bạn kết nối thì các bạn sẽ được tư vấn bằng những cái hình ảnh, bằng video để cho các bạn thấy thực tế như thế này. Và khi được tư vấn chính xác rồi thì VHTV mới có thể là gửi hàng và ship hàng được cho các bạn. Bởi vì ưu tiên cho những cái người ở trên kênh của VHTV,
cái độ chính xác nhất, tỉ mỉ nhất và độ tin cậy nhất thì VHTV mới gửi hàng cho các bạn. Đó là những gì mà muốn chia sẻ cho các bạn trong cái vấn đề các bạn cần tư vấn về hàng hóa hoặc là cần những cái phụ tùng mà các bạn chưa có, thì VHTV sẽ tư vấn và chia sẻ hỗ trợ cho các bạn và ship hàng toàn quốc nhé các bạn. Từ trước tới nay thì VHTV vẫn đã ship hàng toàn quốc cho tất cả các bạn rồi, và được rất là nhiều bạn ủng hộ và tin cậy, đã có những cái đóng góp rất là hữu ích trong cái vấn đề là khi xử lý các cái bán bệnh cho những bạn ở vùng sâu vùng xa, những bạn mà khi sử dụng động cơ diesel. Thì đó là những gì mà hôm nay VHTV muốn chia sẻ cái thành tâm để gửi đến các bạn những cái link phụ kiện và những cái bộ chuyển đổi của động cơ diesel cũng như là về cái hộp số. Ngoài ra thì ở chỗ VHTV đều có cả cái bánh răng số, bánh răng chuyển hướng cho hộp số lốp liên này, hộp số bổ đôi này, các cái bánh chuyển hướng lớn, vẫn chưa bánh chuyển bánh rửa đấy của hộp số bổ đôi và lốp liên, các loại phớt, phớt xin, phớt thương và các loại chủng loại của các vòng bi. Thì nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ là số điện thoại 0989 354 869. Các bạn sẽ được tư vấn và chia sẻ một cách chính xác, hợp lý. Cũng xin được thông báo với các bạn là từ tiền em VHTV cũng đã ship hàng, bán hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bạn ở các cái vùng biên như Quảng Ninh này, An Giang này, Hà Giang này, Hải Phòng này, Thanh Hóa này, Nghệ An, và như phía trong là Đức Trọng, Lâm Đồng này, Đắk Lắc này, Kon Tum này, và rất là nhiều vùng biên nữa. Thì đó là những gì mà vì nhiều bạn cứ hỏi là bạn có bán hàng và ship hàng hay không, tại sao lại không lập một cái kênh để mà bán hàng cho anh em. Bởi vì cái sự đáng tin cậy đó sẽ được lan tỏa mà bà không lập cái kênh bán hàng. Thì đó là những gì mà VHTV muốn chia sẻ là có, và lâu nay các bạn không kết nối bằng Zalo nên dẫn đến là không biết được là VHTV đã và đang vẫn bán hàng và ship hàng toàn quốc. Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục xem video với cái căn bệnh là bị oa gà máy nổ điên mà VHTV đã và đang chia sẻ đấy nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đối với cái bệnh oa gà có rất là nhiều nguyên nhân nha các bạn. Có trường hợp rằng là cắt áp thì nó sẽ chết máy, nhưng có trường hợp là cắt áp nó không thể chết máy được đâu các bạn nhé. Mà khi chúng ta cắt áp nó giật rất là mạnh, nó sẽ làm đau tay của chúng ta. Thì đó là một trong những cái tiền tượng là bị oa gà. Trường hợp này thì chúng ta thay ruột, và sau đây VHTV sẽ thao tác thay ruột chia sẻ với các bạn, và sau khi lắp lại nó hoạt động có khác hơn không nhé. Trước khi thay ruột thì các bạn nên vệ sinh thật sạch sẽ. Để tháo một cái tổng bơm như dễ dàng thì khi nó còn nằm ở trên máy á, thì các bạn nên mở con ống này ra trước nhé. Bởi vì xuống đấy nó không có cái điểm tựa để chúng ta có thể là vặn được dễ dàng. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy mạnh dạn comment ở phía dưới phần bình luận nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp nha các bạn. Cho thể thay cái ruột này đi hả nha các bạn. Nên nó rất là trơn tru và nhẹ nhàng. Khi lắp thì các bạn nên vứt cái đỏ này nhé. Các bạn đừng quên cái lúc đen ở đây. Khi các bạn vặn chặt rồi thì các bạn thổi như thế này mà nghe cái tiếng kêu lạch cạch như thế này là ok nhé. Vì cái này nó được phép dao động mà. Sở hữu có cái dầu chậm đây là để chúng ta cắn được cái vấn đề khi thanh răng trượt thế này, trượt phải trượt trái để cắn được cái lượng nhiên liệu nha các bạn. Đây, chúng ta cho dương lên một tỷ như thế này nhé. Khi lắp thì chúng ta có thể đưa xó vào trường được hoặc là đưa ruột vào trường nha các bạn. Và cái cần lưu ý rằng cái dầu ở đây thì các bạn phải chú ý là nó ăn theo cái ống định vị này nhé. Và đồng thời nó đi theo cái dầu ở trong này. Sau khi lắp xong thì nó phải nhẹ nhàng được như thế này là ok nha các bạn. Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ thử nhiên liệu nha các bạn, để xem thứ nhất là lắp đúng hay chưa, thứ hai nữa là bơm hoạt động có tốt hay không. Chúng ta kéo sang bên này là tăng ga, kéo sang bên này là nó giảm ga. Thì bây giờ chúng ta sẽ nó giảm ga trước. Bây giờ chúng ta cho tăng ga. Đây, nó lên như thế này là ok nha các bạn. Bây giờ chúng ta cho giảm ga. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào máy.
sau khi đã kiểm tra và cấp nhiên liệu cho nó rồi thì bây giờ chúng ta thử máy xem nó có qua gà như lúc nãy này không nhé các bạn. Chưa lắp cái này, lúc nãy nó oa gà, nó búng vào cái này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha các bạn để xem nó hoạt động tốt không ạ. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra và xử lý cái bệnh hoa gà mà chúng ta tắt máy, cắt được áp. Thì những cái hiện tượng mà bị cắt áp là chết máy thì thường là cái tuyến hệ thống nhiên liệu như heo dầu và tổng bấm cao áp nha các bạn. Thì sau khi đã kiểm tra và xử lý xong thì máy đã hoạt động tốt và không ảnh hưởng gì cả nữa, và không hoa gà, không có cái triệu chứng hoa gà nữa. Clip của tôi đến đây kết thúc. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.